mồi bột bình thường đấy nhá, và giữa chừng nó mồi tan mất, cá chưa đến thì bạn vẫn phải thay mồi như câu các loại khác. Tháo tay nhá, nó bật vào tay. Vừa mồm cá chép, cá trôi, cá chê, tút vào là chép ngay. Trông thêm một tí nữa là dễ.